thích bọn mình đi tối đâu vì đây. Có hay tụi mình đi với nhau. Ê, chiều mình lại về sớm nếu thích nhà ai gõ cửa. Ok, let's get it. Đầu tháng 7 người ta gọi là cô hồ. Qua 12 giờ baby don't go for. Mở ngoài tai là thấy đã nhọc nhằn ra từ từ nếp nếp và vào mình đã thấp cặn. Bố anh dặn để thắp nhang cây lên đây. Khói hương sao thì vàng mãi cho thêm đủ. Người âm phục tối chân ngày này say em ngủ. Con gà luộc trên mâm, tay thì đếm bài cọc 500. Đôi giày mới thì buộc lên chân. Chuẩn bị đợi mấy thằng nhóc cầm vào sáng tha bờ. Chơi bời thì nên thân. Em đừng cố là vận động gió chiều. Sau nửa đêm mà còn chưa về là cô trên thấy một chiều gió nào. Mẹ anh dặn là hey, vì nó rất là tiếc. Nên yêu nhau cẩn thận vì là lần đợt sẽ nát mình dễ. Mẹ anh dặn là vì nó rất là thiên ấy. Để yêu nhau cẩn thận là đập mất tình duyên ấy. Không ra đường đêm mà áo trắng phao ấy. Muốn về nhà ra đường tháng sau ấy. Mãi mãi rời xa có tên gió mạnh ấy. Người làm việc lớn tôi kinh to lại ấy. Bởi cái giọng lớn nó khó lường ấy. Chỉ muốn hôn em tôi muốn hôn đường ấy. Con gà luộc trên mâm, tay thì đếm vài cọc 500. Đôi giày mới thì buộc lên chân. Chuẩn bị đập với thằng nhóc cầm bóng sáng tam bờ. Trời mời thì nên thân. Em đừng cố là vẫn đông gió chiều. Sau nửa đêm mà còn chưa về. Vì nó rất là nên yêu nhau cẩn thận vì là lần đợt sẽ nát tình dễ. Nhỏ ơi, mẹ anh già là xa. Vì nó rất là xa nên yêu nhau cẩn thận các bạn ơi. Vì nó rất là xa. Đầu tháng 7 người ta gọi là cô hồng. Qua 12 giờ baby đói có phòng.